Sáng Thế đoạn 20. Abraham và vua Abimelech. Abraham rời nơi đó di chuyển về miền nam và định cư ở khoảng giữa Kade và Sure. Lúc họ là những kiều dân cư ngụ tại Gerza. Abraham đã nói về Sarah vợ ông rằng: nàng là em gái tôi. Vì thế Abimelech vua Gerza sai người đến bắt bà đem đi. Nhưng ban đêm Đức Chúa Trời đến với Abimelech trong chiêm bao, phán rằng: ngươi phải chết vì cớ người đàn bà ngươi đã bắt về, vì người ấy đã có chồng. Lúc ấy Abimelech chưa lại gần bà, ông thưa: lạy Chúa, lẽ nào ngài tiêu diệt một dân ngay lành sao? Chẳng phải ông ấy đã nói với con rằng nàng là em gái tôi sao? Và chính nàng cũng đã xác nhận rằng ông ấy là anh tôi. Con đã làm điều ấy theo lòng ngay thẳng của con, và hai tay con vô tội. Đức Chúa Trời phán với ông trong chiêm bao: phải, ta biết ngươi đã làm điều ấy theo lòng ngay thẳng của ngươi, nên ta ngăn cản ngươi để ngươi không mắc tội với ta. Vì thế, ta đã không để cho ngươi đụng đến nàng. Bây giờ, ngươi hãy trả vợ người ấy lại, vì người ấy là một tiên tri. Người ấy sẽ cầu nguyện cho ngươi để ngươi được sống. Còn nếu ngươi không trả vợ người ấy lại, thì hãy biết rõ rằng chắc chắn ngươi sẽ chết. Ngươi và tất cả những kẻ thuộc về ngươi sẽ chết. Sáng hôm sau, Abimelech thức dậy sớm. Ông truyền gọi tất cả bầy tôi của ông đến và thuật lại cho họ những điều ấy. Mọi người đều rất sợ hãi. Sau đó Abimelech cho gọi Abraham đến và nói với ông: ngươi đã làm gì cho chúng ta thế? Ta đã làm gì có lỗi với ngươi mà ngươi đã khiến cho ta và vương quốc của ta suýt nữa phải mang một tội trọng như thế? Ngươi đã làm cho ta những điều ngươi không nên làm. Abimelech nói tiếp với Abraham: ngươi đã nghĩ gì mà làm như thế? Abraham đáp: thưa tôi đã làm vậy vì tôi nghĩ thầm: ở xứ này không ai kính sợ Đức Chúa Trời. Người ta có thể giết tôi để cướp vợ tôi dễ dàng. Vả lại nàng cũng thật là em gái tôi. Nàng là em gái cùng cha khác mẹ với tôi, và tôi đã cưới nàng làm vợ. Khi Đức Chúa Trời bắt tôi phải lưu lạc rời đây mai đó khỏi nhà cha tôi có nói với nàng: đây là nghĩa cử mà em có thể làm cho anh. Mỗi khi đến nơi nào, nếu ai hỏi, xin em hãy nói: ông ấy là anh tôi. Bây giờ Abimelech lấy chiên bò, tôi trai và tớ gái, ban cho Abraham và trả Sarah vợ ông lại cho ông. Abimelech nói: đất nước của ta ở trước mặt ngươi, ngươi muốn ở nơi nào thì ở. Ông lại nói với Sarah: này, ta sẽ ban cho anh ngươi 1000 miếng bạc. Số bạc ấy là tiền minh oan cho ngươi trước mặt những kẻ ở với ngươi. Ngươi sẽ hoàn toàn giữ tròn tiết hạnh trong việc này. Abraham cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho Abimelech. Đức Chúa Trời chữa lành cho Abimelech. Ngài cũng chữa lành cho vợ ông và các nữ tỳ của ông, để họ có thể có thai và sinh con. Số là vì Sarah vợ Abraham mà Chúa đã buộc dạ của mọi người nữ trong nhà Abimelech, khiến họ không thể có thai. Sách Sáng Thế đoạn 21. Isaac được sinh ra. Chúa thăm viếng Sarah như lời Ngài đã phán, và Chúa thực hiện lời hứa của Ngài đối với Sarah. Sarah mang thai và sinh cho Abraham một con trai trong khi ông đã già nua. Theo như thời điểm Đức Chúa Trời đã phán với ông, Abraham đặt tên cho con trai ông do Sarah sinh ra cho ông là Isaac. Abraham làm phép cắt bì cho Isaac con trai ông khi đứa trẻ được 8 ngày, y như lời Đức Chúa Trời đã truyền cho ông. Abraham được 100 tuổi khi Isaac sinh ra. Bây giờ Sarah nói: Đức Chúa Trời đã làm cho tôi phải bật cười. Tất cả những ai nghe đến chuyện này ắt sẽ cười tôi.
Bà lại nói, có bao giờ người ta nói với Abraham rằng Sarah sẽ cho con bú chăng? Thế mà tôi đã sinh cho ông ấy một con trai khi tuổi ông ấy đã già. Hagar và Ishmael ra đi. Đứa trẻ lớn lên và dứt sữa. Abraham làm một bữa tiệc lớn để khoản đãi trong ngày Isaac thôi bú. Sarah thấy con trai của Hagar người Ai Cập. Đứa con do nàng sinh cho Abraham đang đùa giỡn. Bà nói với Abraham, mình hãy đuổi người đàn bà nô lệ này và đứa con của nó đi. Vì đứa con của người đàn bà nô lệ này sẽ không được hưởng gia tài chung với Isaac con trai của em. Việc ấy đã làm cho Abraham rất khổ tâm vì ông rất thương con trai ông. Nhưng Đức Chúa Trời phán với Abraham, ngươi đừng buồn khổ vì đứa trẻ và vì người nữ nô lệ của ngươi nữa. Tất cả những gì Sarah bảo ngươi, hãy làm theo lời nàng. Vì qua Isaac, ngươi sẽ có một dòng dõi mang tên ngươi. Còn về đứa con của người nữ nô lệ, ta cũng sẽ làm cho nó thành một dân lớn, vì nó cũng là dòng dõi ngươi. Vậy sáng hôm sau, Abraham thức dậy sớm, lấy thức ăn và một bầu da nước đưa cho Hagar và đặt chúng trên vai bà, rồi bảo bà và đứa trẻ ra đi. Bà ra đi và lang thang trong sa mạc Be'er-sheba. Khi nước trong bầu da đã cạn, bà đem đứa trẻ để nằm dưới bóng mát của một bụi cây. Đoạn bà đi, cách xa khoảng tầm bắn một mũi tên đối diện với đứa trẻ và ngồi xuống. Vì bà nói, xin đừng để tôi thấy đứa trẻ lúc nó chết. Bà ngồi đối ngang nó và bật khóc thành tiếng. Đức Chúa Trời nghe tiếng của đứa trẻ. Thiên sứ của Đức Chúa Trời từ trời gọi Hagar và nói với bà, hỡi Hagar, chuyện gì thế? Đừng sợ, vì Đức Chúa Trời đã nghe tiếng của đứa trẻ từ chỗ nó đang nằm. Hãy đến, đỡ nó dậy và ôm nó vào lòng ngươi, vì ta sẽ làm cho nó thành một dân lớn. Đoạn Đức Chúa Trời mở mắt bà thấy một giếng nước. Bà đến đó lấy nước đầy bình da và cho đứa trẻ uống. Đức Chúa Trời ở cùng đứa trẻ, nó lớn lên sống trong sa mạc và trở thành một tay thiện xạ. Nó sống trong sa mạc Bashan, mẹ nó cưới cho nó một cô vợ người Ai Cập. Abraham và Abimelech kết ước. Lúc ấy Abimelech và Phicol, tướng chỉ huy trưởng quân đội của ông, đến nói với Abraham, Đức Chúa Trời ở với ông trong mọi việc ông làm. Vậy bây giờ, hãy thề với tôi trước mặt Đức Chúa Trời rằng ông sẽ không gạt tôi, các con tôi hoặc dòng dõi tôi, nhưng ông sẽ đối xử tử tế với tôi và với xứ sở ông đang trú ngụ, theo như lòng tử tế tôi đã đối với ông. Abraham đáp, tôi xin thề. Kế đó Abraham phàn nàn với Abimelech về một giếng nước đã bị các tôi tớ của Abimelech chiếm đoạt. Abimelech nói, tôi không biết ai đã làm việc ấy. Ông cũng không nói cho tôi hay. Mãi đến hôm nay tôi mới nghe việc này. Abraham bắt các chiên và bò, biếu cho Abimelech và hai người kết ước với nhau. Abraham lấy 7 con chiên tơ trong bầy và để riêng chúng ra. Abimelech hỏi Abraham, ông để riêng 7 con chiên tơ ấy ra làm chi vậy? Abraham đáp, xin ngài nhận lấy 7 con chiên này từ tay tôi, để xác nhận rằng tôi đã đào cái giếng ấy. Vì thế người ta gọi nơi đó là Be'er-sheba, vì hai người đã thề với nhau tại đó. Sau khi hai bên đã kết ước với nhau tại Be'er-sheba, Abimelech và Phicol, chỉ huy trưởng quân đội của ông đứng dậy và trở về xứ của người Philippines. Abraham trồng một cây me tại Be'er-sheba và tại đó ông cầu khẩn danh Chúa, Đức Chúa Trời hằng hữu. Abraham tạm trú lâu ngày trong đất của người Philippines. Sách Sáng Thế đoạn 22. Đức Chúa Trời thử Abraham. Sau những việc ấy, Đức Chúa Trời thử Abraham, ngài phán với ông, hỡi Abraham. Ông đáp, thưa có con đây.
Ngài đáp: Hãy bắt con trai ngươi, tức Isaac con một ngươi, đứa con ngươi yêu quý, đi đến xứ Moria, rồi tại đó dâng nó làm của lễ thiêu trên một núi ta sẽ chỉ cho. Abraham dậy sớm, thắng yên lừa, đem hai đầy tớ cùng Isaac con trai ông. Ông cũng chặt củi mang theo để dùng cho của lễ thiêu, rồi lên đường đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã chỉ cho. Đến ngày thứ ba, Abraham ngước mắt lên và thấy nơi ấy đằng xa. Bây giờ Abraham nói với hai đầy tớ của ông: Các ngươi hãy ở lại đây với con lừa, đứa trẻ và ta sẽ đến nơi kia. Cha con ta sẽ thờ phượng rồi sẽ trở lại với các ngươi. Abraham lấy củi dùng cho lễ thiêu chất lên vai Isaac. Còn chính ông mang mồi lửa và con dao, rồi hai cha con cùng đi. Isaac nói với Abraham cha cậu: Thưa cha. Ông đáp: Cha đây con ơi. Isaac hỏi: Lửa đây và củi đây, nhưng chiên con đâu để làm của lễ thiêu? Abraham đáp: Con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ cung cấp chiên con để làm của lễ thiêu. Rồi hai cha con cùng đi. Khi họ đến nơi Đức Chúa Trời đã chỉ cho ông, Abraham lập một bàn thờ tại đó, rồi xốc củi lên trên. Đoạn ông trói Isaac lại, đặt nằm trên bàn thờ, bên trên đống củi. Đoạn Abraham đưa tay ra, cầm dao để giết con ông. Nhưng thiên sứ của Chúa từ trời gọi ông nói: Hỡi Abraham, Abraham. Ông đáp: Thưa có con đây. Ngài phán: Chớ tra tay ngươi trên đứa trẻ và đừng làm gì hại đến nó. Vì bây giờ ta biết ngươi kính sợ Đức Chúa Trời, bởi ngươi đã không tiếc với ta con trai ngươi, tức con một ngươi. Bây giờ Abraham ngước mắt lên và trông thấy một con chiên đực sừng đang vướng vào bụi cây phía sau ông. Abraham đến bắt con chiên đực ấy, dâng nó làm của lễ thiêu thế mạng cho con trai ông. Rồi Abraham gọi chỗ đó là Chúa sẽ cung cấp. Nhưng người ta đã gọi chỗ ấy cho đến ngày nay rằng: Trên núi của Chúa, Ngài sẽ cung cấp. Thiên sứ của Chúa từ trời gọi Abraham lần thứ hai và nói: Chúa phán, ta lấy chính mình ta mà thề rằng, vì ngươi đã làm điều ấy, ngươi không tiếc với ta con trai ngươi, tức con một ngươi, nên ta nhất định sẽ ban phước cho ngươi. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi đông như sao trên trời và nhiều như cát bờ biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm lấy cổng thành quân thù. Mọi dân trên đất sẽ nhờ dòng dõi ngươi được phước, bởi vì ngươi đã vâng lời ta. Sau đó Abraham trở lại chỗ đầy tớ ông đang đợi. Họ đứng dậy và cùng nhau trở về Be'er-sheba. Abraham tiếp tục sống tại Be'er-sheba. Dòng dõi Na-hô. Sau các việc ấy, có người nói với Abraham: Này bà Minh-ca cũng sinh các con cho Na-hô em trai ông. Con đầu lòng là U-sơ, con trai kế là Bu-sơ và Kemuel, cha của A-ram, rồi Kê-sếp, Ha-sô, Bin-đáp, Gít-láp và Bê-thu-ên. Bê-thu-ên sinh nàng Rê-bê-ca, đó là 8 người con bà Minh-ca đã sinh cho Na-hô, em trai Abraham. Ngoài ra, bà vợ thứ của ông ấy tên là Rê-u-ma, cũng sinh cho ông các con là Tê-ba, Ga-ham, Ta-hách và Ma-a-ca.